Bây giờ sẽ là người tiếp theo bước ra đây. Đó chính là Chí Lễ. Cái món mà mình thấy ấn tượng đầu tiên khi mà nhìn vô cái bàn đó là sườn nướng. Khi ăn được cái miếng sườn nướng đó và nghe chuyên gia dinh dưỡng phân tích cái món đó ra cho mình hiểu thì mình cảm giác là có một chút hối hận và lo lắng rất là nhiều. Không lẽ một việc mà mình không kìm lòng được ăn một miếng như vậy là mất hết cả công sức một ngày tập từ sáng đến giờ. Tính tới thời điểm bây giờ đã là tuần thứ tư rồi nhưng mà mình vẫn không kiểm soát được cái cơn thèm ăn. Chắc có lẽ là hàng ngày mình ăn số lượng quá ít hoặc là những cái món ăn nó lạc lõng, không có được đậm đà cho lắm. Nên là mình nhìn những cái món đó mình không thể kiểm soát được và mình muốn ăn nó. Đến tuần thứ tư này thì mình đã giảm được khoảng 10 cân. Thì mình cảm thấy rất là nhẹ, cái người mình đã nhẹ hẳn lên. Mình đã lựa chọn thể loại nhạc kịch để mà biểu diễn trong tuần này. Mình trông vai chàng hoàng tử, nhưng mà có một số thay đổi với chàng hoàng tử này. Đó là một bí mật. Nếu các bạn muốn biết bí mật thì hãy xem cái bài biểu diễn của mình nhé. Thì đúng cái bài này, cái câu chuyện nó rất là lạ ha. Mình phá khách một tí xíu về cái câu chuyện Snow White. Nó rất là sốc lúc hoàng tử hôn cái tai đó, xong mình thấy Bạch Tuyết hơi không chấp nhận, đúng không? Cái phần vui trong cái bài này thì anh rất là thích. Muốn hỏi mà trả lời thiệt nha, cái bưng bê đầu tiên là cái đó mình cố tình té hay mình té? Dạ, cái đó bị té thiệt. À, bị té thiệt, ok. Tại lúc đó là anh cũng nhìn anh Hoài Linh và nói là ô, hồi nãy té rồi. Mà lúc tụi em diễn tiếp thì sao anh cũng không rõ. Tại cái đó, cái động tác đó cũng vô cái nhân vật và cái câu chuyện của mình. Và theo cái trang phục và cái phần make up thì anh thấy cái câu chuyện trong cái bài này rất là hay. Nhưng để làm cho cái câu chuyện của mình hay thì mình phải nhảy tốt hơn, chắc hơn và đều hơn. Nó có nhiều phần là lúc anh thấy ok, hình như đang cố tình diễn cái kiểu hơi rối, nhưng mà của mình bị rối nhiều lần thì cái sự vui nó nhảm xuống. Thực sự cái bài này nó chưa mượt lắm về động tác, nhưng mà về cái câu chuyện và cái hài hước thì rất cao. Vâng, xin cảm ơn anh John Huy. Không sao đâu, chúng ta sẽ còn những nhận xét tiếp theo của các vị giám khảo còn lại. Nói về tổng thể cái bài thì nó rất là dễ thương. Tuy nhiên tôi hơi tiếc một cái điều là như nè. Cái bài Nobody này á, cái nhạc nó rất là chắc, cái nhịp nó rất là rõ ràng. Nhưng cái phần nhảy của các bạn nó lại không chắc về cái nhịp lắm. Tuy nhiên nhìn vào cái sự hài hước thì để nói có mang tính giải trí hay không thì chúng tôi nói là có. Nhưng mà
Không hiểu sao là các bạn bị lúc mà ngã đây rồi các bạn mất tập trung hay sao. Cho nên là những cái đoạn sau nó hơi chệch choạc chút. Vâng, xin cảm ơn anh Hải Linh. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Sao tôi có quá nhiều những cái điều nó giống anh Hải Linh như vậy. Tuy nhiên cũng nói lại một lần nữa, theo cái cách diễn đạt ngôn từ khác của Hưng, tuy nhiên nó không có đi xa lắm cái ý của anh Hải Linh. Có nghĩa là chọn một bài hát rất nổi tiếng và hiện đại để diễn tả một câu chuyện cổ tích. Và câu chuyện cổ tích này lại được các bạn biến hóa theo một cách dí dỏm hơn, phá cách hơn. Đó là một điều, cái sự thông minh để cho người xem họ thấy là ồ, một câu chuyện khác hoàn toàn. Là một tiết mục vui vẻ, dễ thương và bắt người ta phải chú ý là có. Về phần nhảy có hai chỗ các bạn không được đồng đều. Điều đó là chuyện bình thường. Tụi Hưng đi diễn bao nhiêu năm nay cũng hết so le với nhau chứ không thể nào cũng dính được bè như trong phòng thu được. Điều đó rất khó làm. Tuy nhiên đúng như Linh nói luôn là cái bài này cái beat nó rất là rõ ràng luôn. Mà các bạn lại động tác nó bị lật ra. Hưng hy vọng là các bạn sẽ chú ý, lưu ý nhiều hơn. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Và bây giờ là số điểm từ giám khảo John Huy Trần. Xin mời anh. Hy vọng cái điểm này sẽ làm cho em cố gắng nhiều hơn nữa nha. Anh chấm cái bài này 5 điểm. Xin mời anh Hoài Linh ạ. Xin lỗi là tôi chỉ cho Lễ được 6 điểm thôi. Vâng. Như là nói không có gì khác Hoài Linh hết, cũng 6 điểm. Trời, Đàm Vĩnh Hưng không có gì khác tôi hết. Khác. Chỉ có khác cái là tôi không có gì hết mà nó một nùi. Xin cảm ơn bà giám khảo. Và số điểm của Chí Lễ 5,7 điểm. Đó mới chỉ là một nửa số điểm của bạn trong tuần này. Hãy cùng nhau bước lên chiếc cân phía trước để khám phá những nỗ lực giảm cân của bạn. Cân nặng cũ 102,9 cân. Cân nặng hiện tại 100 cân, giảm 2,9 cân, tương đương 2,8%. Và tổng điểm của Chí Lễ hiện tại là 8,5 điểm. Như vậy thí sinh Chí Lễ tính đến nay là thí sinh có điểm thấp nhất và cao nhất vẫn là Thủy Tiên.